Hello, xin chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh BMT Cầu Chi, kênh âm thanh cẩu nha anh em. Hôm nay lên vài sản phẩm, hai con Amply, ai đi răng quẹt nắp, máy nào cũng đẹp hết, hai con đồng giá nha anh em, chịu hai con. Rồi tiếp đây thì có một cái con Amply Hàn Quốc, BN Audio, là Amply Boston Audio á anh em. Con này tình trạng là chạy mạch class D nhưng mà mạch đã lỗi rồi mọi người, thì mình sẽ bán thành một cái mixer. Chúng ta sử dụng phần rề này còn nguyên zin ở các bo mạch trong đây, tiếng âm sắc ra rất hay. Thì cái dòng âm sắc của Hàn Quốc, hàng nhập thì chắc âm nó hay hơn hàng ở Việt Nam rất nhiều đó. Thì mình bán cái Amply này coi như là một con mixer nghe anh em. Ở tình trạng thì bây giờ mình test xong rồi mình sẽ quay bên trong cho anh em xem. Hát rất hay, nghe nhạc và chỉnh karaoke vang nhạy, echo quyền thoại luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên nhạc và test cho mọi người nha. Thì con này là bây giờ tình trạng mình làm mixer ha. Rồi mình đang cho nhạc xuống cái con Amply Adirang. Đó, nhạc vào bottom nè, rồi nó out ra xuống cái con này. Tại vì hai đàn này nó lấy từ công suất nó báo lên, mà cái này công suất không dùng mà nữa, mình không có xài cái đó, thì nó chỉ báo đàn nguồn thôi nghe anh em. Nè, báo nguồn thôi à. Lên nguồn lại đó, lên nguồn lại nó chạy luôn rồi. Nhạc chỉnh âm sắc tiếng nó bén hơn những cái mixer thông thường, đảm bảo luôn. Rồi nhắn vô phần EQ nè, nhắn vô là thay đổi tần số bát căng liền anh em. Đó, mình làm vậy thì mình làm được cái mixer nhưng mà nó sẽ hiệu quả hơn nha. Đó, tại vì cái mixer này cái phần rời của Amply xịn nó hay hơn. Thì cái mixer này mình sẽ bán giá 850.000, 850.000 cho cái Amply này nghe anh em, mixer Boston. Tình trạng thì có vỏ đầy đủ, gáp vô y cái Amply vậy ạ, mà cái mạch class D tháo ra được. Rồi giờ mình sẽ test mic nè, bốn lỗ mic hát như nhau nghe nè. Alo, alo, một, hai, ba, bốn, năm, lực, hai, ba, bốn. Alo, 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 lực, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Alo, một, hai, ba, bốn. Rồi, test mic ở dưới nha anh em. Làm mixer mình chế cháo vậy nó cũng độc lạ nữa. Đó, mình khỏi cần mua mixer, nhỏ gọn như cái này, y như cái Amply vậy. Chúng ta đấu được hai cái ha, làm cái mixer chuyên nghiệp luôn, tiếng hay cho anh em luôn. Lần, 1, 2, 3, 4. Lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, nhắn vô cái mơ này coi. Lật màu hay. Hello, một hai ba bốn năm sáu bảy. Đó thì tình trạng là để bây giờ mình sẽ ốp mình quay cho anh em xem quá. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái mixer này cho anh em xem. Ở này mình chế thành mixer làm nghe rất hay nghe anh em. Ở bên trong ruột nè, cái cụm công suất này bị lỗi tháo ra luôn rồi đó, còn lại là nguyên bản theo nó, tăng phô xíu chà ná, cái bo nguồn riêng ở đây và phần rời em này nè đó. Rồi riêng hàng này hát tiếng sáng ha anh em.
là mixer chế cháo nghe độc lạ luôn, giá 850 con này. Ở con IC Eco này là 50195 nha, boy số rồi nè. BN Audio BA 1525 mã. Mặt này mặt sắt đây nè, mặt sắt nó cũng lai gai. Nắp máy còn luôn, nắp máy đẹp luôn nha. Nắp máy ok luôn đó. Rồi giờ ở đây là mình đấu ghép như thế này. Đường nhạc là cho vào A và B bình thường. Còn cái đường ra là mình lấy đường ra ngay cầu chữ U. Ở cầu chữ U cái đường này ao ra nè, thì nó sẽ dòng vô lại. Bên đây là dòng vô lại công suất á, nhưng mà mình không có dùng công suất nữa thì mình lấy đường ao ra. Ao ra này xuống âm ly nè. Xuống đường của âm ly. Anh em xuống âm ly, anh em muốn vô trực tiếp đường input công suất cũng được. Hoặc là chúng ta có thể cho vô đường A nè, hoặc đường B chúng ta chỉnh thêm cái mạch rời của con âm ly này nữa. Đó, đấu đơn giản vậy anh em. Cái này không dùng cổng len nha anh em. Cổng len là chúng ta lấy đường tín hiệu của công suất đi ra len á, ao len là nó khác. Này mình lấy đường ao của mixer, ao của rời ra. Hàng Made in Korea luôn nghe anh em, hàng chuẩn xịn Hàn Quốc. Rồi con này 850 á. Tiếp đến mình sẽ quay review âm ly ai răng. Rồi bây giờ đầu tiên mình xem cái con ở trên trước. Hai con đồng giá nghe anh em, con nào cũng còn đẹp, hoạt động tốt bình thường. Nghe nhạc hay, karaoke cũng rất nhẹ. Ai răng chính hãng. Model như nhau, BA2333 la mã, đời quạt trên nóc 2 cây, 2 cái quạt. Tụ con này tụ màu đen, còn con dưới là tụ màu đỏ nghe anh em. Hai con đồng giá luôn. Hát như nhau nha, không khác tí nào. Ở bên trong nè. Hàng này là hàng tuyển chọn còn cứng cáp. Linh kiện mới xanh, máy gin hết nha anh em, công suất sò nguyên bản hết, volume chiếc áp dặn còn ốp phê tốt bình thường. Đó, hàng sạch sẽ hết, nắp máy cũng đẹp luôn nha anh em. Đây nắp máy ngon lành luôn đó. Rồi nhìn tổng quan cái nữa là mình gắp vô test thôi anh em ơi. Hàng bao gin công suất nha. Rồi bây giờ test máy nè. Test cái con tụ màu đen là tem giấy nha. Còn con ở dưới tí nữa mình quay sau. Còn dưới là cái tem Mexico. Nó phơi lên rất mạnh nha mọi người. Dặn lên tí à. Để các nút bass chép ở chính giữa thì mình nghe là ga bass ga chép đầy đủ, nghe rất hay anh em. Rồi nhắn vào 3S thử nè. 3S là nó cũng thay đổi cái tần số ốp phơi ga khác nè. Rồi tiếp thì mình test phần echo quang nhạy luôn. Hàng này hai con còn rin hết nghe anh em. Trên công suất và lẫn cái bo rề, không có like cái con nào, không like bo nào. Alo 1 1 2 3 4. Alo 5 6 7 8 9. Alo 1 2 3 4 5. Echo đầy đủ ha. Số 2 lên 1 2 3 4 5 6 7. Alo
5 6 7 8 9. Alo 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 1 2 3 4 5. Alo 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 2 3 4 5 6 7 2 5 5 5. Tình trạng là máy hoạt động chỉnh chu nghe nè, ngày này mua về dùng ghép lo là dùng liền, gắn mic vô hát karaoke luôn. Rồi bây giờ xem gục cái con tụ đỏ nghe anh em, tụ đỏ 630.000, hai con như nhau nghe anh em, con nào cũng đẹp hết trơn. Adirang BA203 la mã, đây model đây nghe mọi người, quạt nóc. Ở công suất là 300W cho hai kênh, đánh được lo là 4 bơm. Máy đẹp sạch sẽ. Đây quay thử cho anh em xem. Đây. Bo màu vàng ha. Hai quạt tản nhiệt, tăng phô tròn. Tụ màu đỏ 10.000 UF. Đó, cái thì con này là chúng ta đánh một cặp lo bass 25 gia đình, ghép những dòng lo của hãng công ty Arirang luôn thì càng tốt. Arirang Baramax là cái hãng gì đó có hương hiệu, chúng ta ghép vô là nó rất hay. Dòng karaoke nghe anh em, giá 1.200.000 con, tổng quan đẹp nha. Nắp máy đây, chờ mình tí xíu đây. Nắp máy nha anh em, nắp cũng ok hết trơn. Rồi bây giờ gắp vô test con tụ đỏ. Rồi kế tiếp mình sẽ test cái con tụ đỏ nha anh em. Nè lên nhà hát, hai con đẹp tương đương, hát như nhau luôn anh. Một con giá 1.200.000 đồng, hàng này karaoke rất hay, hàng công ty chính hãng, còn càng đẹp hết. 3F volume chiếc áp dặn ở phê tốt, bass chép đầy đủ. Đó, mấy con này hát bình dân gia đình này rất ok, hàng chính hãng anh em yên tâm về chất âm, nghe nhạc và karaoke đều nhẹ te. Rồi bây giờ test phần vang nhạy nha mọi người. Alo 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 1 2 3 4, alo 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, alo. Này tiếng hơi nhanh, giảm lại tí. Lên 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 1 2. Đó tiếng bay nghe, mic cực hốc nha mọi người. Rồi test mic số 2 luôn. Alo 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, alo. Rồi nhắn vô mono hả anh em. Lên 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 2 2 3 4 5 6 7 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
Rồi tình trạng là máy chúng ta hoạt động tốt bình thường, echo vang vọng đầy đủ. Để lo cực kỳ gần nha anh em, đang test cặp 25 răng.